Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu với tất cả quý anh chị em và các bạn một con quay Alpha đời 2015. Nói chung là xe zin đẹp. Xe thì đang có tại cửa hàng xe máy Hữu Hóa hay mọi người, địa chỉ là 941 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2 Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì nói chung là địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ để dưới phần mô tả đó, anh chị em mình có thể tham khảo thử nha. Tại vì em quay xe là quay từng chiếc á, quay ở phía trong chứ còn không có ra phía ngoài được, nên là không có quay, nên mỗi video em không có quay cái mặt tiền xe với lại không có quay cái địa chỉ được á, anh chị em mình thông cảm nha. Đấy, còn bên cửa hàng xe máy Hữu Hóa thì có trả góp, có ship xe. Xe này thì sang tên rút gốc được hết mọi người ha. Xe này gốc thành phố Biên Hòa. Đời 2015 nhé anh em. Con này đời 2015. Nhẹ nhàng lắm, nói chung là xe cũng nhẹ nhàng êm ái ha. Con này thì em báo giá luôn cho anh chị em mình tham khảo là 2015, xe Alpha máy 100, xe zin nhá, xe zin. Con này là giá 13 triệu anh em ha. Giá 13 triệu. Trả góp ship xe đầy đủ này, căm đùm niền zin anh em ha. Anh em nhìn cái chất xe này, đó. Rất đẹp nhá. Đời 2015 rất đẹp nha mọi người. Alpha. Cái màu. Con này là dán keo anh em nhé. Dán keo. Ồ, có dán keo mà. Con này có dán keo anh em ha. Áo đồ là có dán keo nha mọi người. Xe này còn dán keo anh em ha. Đấy. Thì anh em mà có nhu cầu thì liên hệ ha. 0918608869 đó là số điện thoại, số điện thoại của cửa hàng xe máy Hữu Hóa anh em ha. Còn anh em nào mà đến được địa chỉ cửa hàng là 941 á, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2 Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai thì anh chị em mình đến nhá. Đến trải nghiệm xe, nói chung là chất xe con này còn đẹp lắm anh em. 13 triệu thôi mọi người. Con này gốc Biên Hòa. Xe dán keo nhé, áo sống dán keo anh em ạ. Áo dán keo ha, anh em nào về không thích thì lột ra nhá. Nếu mà xe 2015 mà nhìn cái chất này là còn rất là cứng. Xe này còn rất là cứng ha, cạc te không suy giảm mọi người. Cạc te không suy giảm ha. Đấy, cạc te không suy giảm nè. Phuộc còn đẹp nữa ha, phuộc còn rất đẹp nha mọi người, phuộc còn rất đẹp. Các chân còn rất là cứng. Đó. Lốc này như có giảm lại rồi sao không biết. Nhưng mà còn rất là đẹp nha. Lốc mà rất là đẹp luôn. Nói chung là xe dán keo anh em ha. Nó chảy thì cũng có chảy keo thôi anh em này. Đấy, ví dụ chảy thì chảy keo thôi. Cái này anh em nào mà mua về, nếu mà anh em nào mà có điều kiện thì lột ra luôn ha. Lột ra dán lại cho nó đẹp. Cái này dán keo hết á. Anh em nhìn thấy chảy này không vấn đề gì đâu. Dán keo hết. Máy zin nhé mọi người. Xe này máy zin. Alpha này rất đẹp. Con này rất đẹp nha. Nè, ốc 8 sáng choang luôn ha, màu đồ cờ đầy đủ hết. 215 13 triệu anh em ha. Dàn chân này, nói chung con này là không si dặm anh em. Dàn chân rất đẹp, niền rất đẹp luôn, căm còn rất là sáng luôn nha. Đấy, căm còn nó ngã còn rất là đẹp luôn. Đấy, đều lắm. Con này đều, vỏ lốp thì dày anh em. 215, giá 13 triệu hợp lý anh em ạ. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu mà sử dụng Alpha, Alpha máy 100 á, thì lấy con này được anh em nhé. Con này giá mười mấy triệu hợp lý rồi. Giá 13 triệu hợp lý rồi ha. Thì nói chung là anh em nào mà thiện chí thì anh em gọi tiếng thương lượng nữa ha. Còn giá trên video này thì em báo, thì em cứ báo là tầm giá đó 13 triệu đó. Anh em thiện chí thì liên hệ thôi. Vỏ thì mới thay sao này, 2018 này. Vỏ 2018 này. Còn rất là dày nhá, vỏ trước vỏ sau còn rất là dày luôn. Đấy. Anh em tham khảo thử nha. Nói chung là này, cục máy rất là đẹp, cục máy rất đẹp, đồ đạc nó rất là chuẩn luôn anh em. Rồi xe thì nói chung là thay cái ổ khóa trước rồi anh em này, thay cái ổ khóa trước này, ổ khóa chống bẻ anh em. Nói chung là tại hàng Alpha này nó cũng rất là dễ ha, nên là cẩn thận là vẫn hơn. Dán keo hết nha, mặt đồng hồ cũng dán keo anh em ha. Cái này nó bị chóc cái keo ra này. Đấy. Đặc biệt con này là dán keo nguyên con nhá. Còn rất đẹp. Giá 13 triệu hợp lý anh em ha.
êm anh em ha. Thì nói chung là tổng thể con này thì em cảm nhận là rất là ok mọi người ạ, rất là ok ha. Đấy là cá nhân em cảm nhận nha. 2015 mà nhìn chất xe nó còn cứng lắm, đồ zin hết anh em, nói con mấy con này zin hết, áo sống tem bọng thì em thấy là ok hết nha mọi người. Đấy. Tỏa đèn còn rất là sáng anh em, 2015 thì nó mới đây mà, 2015 đâu bao nhiêu đâu. Bây giờ anh pha này đầm cái xi nhê hết á anh em, chạy không xi nhê gì đâu. Nè, tay dắt đồ này cũng nguyên hết này, cản ốc tán anh em. Đấy thì anh em nói chung là anh em mà có nhu cầu mua thì coi kỹ video ha. Bình xăng thì hơi xấu này. Xăng, à, cái nắp bình xăng thì hơi xấu này. Còn cái bình xăng thì còn được nha anh em. Này, bình xăng thì còn ok lắm. Nắp thì hơi xấu thôi. Trong cũng sạch sẽ nè. Yên da bọng rồi. Tổng thể thì 2015. Màu này là màu dạ, là giống như màu xám cho anh em ha. Màu xám cho vậy. Máy 100 ha. Chung là xe máy móc xin dành chân dàn áo dán keo đó, áo thì sống rồi dán keo đẹp, trả góp ship xe đầy đủ ha. Thì anh em liên hệ giùm em cái đầu số là 0918608869 nha, gặp trực tiếp đến cửa hàng xe máy Hữu Hóa. Nói chung là con này chuẩn lắm anh em, đồ zin hết luôn từ trong ra ngoài này. Đấy, các thứ này còn rất là mộc, con này là mộc nha, con này là mộc đẹp luôn á, trả góp ship xe đầy đủ. Rồi em kết thúc video và cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm nha, hẹn anh em trong video báo giá tiếp theo nhé.